Hello guys, welcome back to my channel. Emiro here. Today I will show Denisto, top player. He's the best player Wizards right now. Okay, he's right now. He got the top one in this season. This season we have a 32 days. Oh, it's a long season. So let me check the last season. He got oh my god. 7,000. Okay, right now we got top one. Let's go. Hey, don't forget to subscribe his channel. He have also YouTube channel and Instagram and Twitter. I will put the link so the description video and comment. Okay, let's go. Let's check the first game. Hello again. Welcome back. Em yêu đây. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ check một top player đến từ Brazil. Hay chúng ta là một người chơi mà best Wizard bây giờ. Ok, chúng ta sẽ đến vào game đầu tiên. Let's go. Sorry guys, I'm speaking a little bit. Ok, quay trở lại. First matchup, chúng ta có một matchup đó chính là X-Bow. Hiện tại thì cái mùa mới này chúng ta thấy là các spell họ nó giảm đam lên trụ rồi. Vậy là chúng ta sẽ không còn hiện tượng mà các top player đặc biệt bầu họ chuyển sang cycle spell khi mà lượng máu còn tầm xuống tầm 600-700 gì đấy họ chuyển sang là đặt ít bầu và công bằng bằng spell cycle. Tuy nhiên thì cái mùa này thì mình không nghĩ là như vậy, bởi vì là khi mà họ phải spell, nhưng khi mà họ spell cycle như vậy gọi là spell cycle chay đi thì họ sẽ bất lợi khi mà bị đối phương dồn quá nhiều Eli để công, thì như vậy là họ sẽ thua. Ok, và ngay từ bắt đầu thì Marcus anh ta đã đẩy đi X-Bow, tuy nhiên thì không có đam ở X-Bow cả. Cái đặc điểm của deck của Denisto là anh ta có cả những Nai và có cả Elite con Skeleton Giant. Con này thì cũng anh cầu khá tốt, tuy nhiên thì phải rất cẩn thận khi mà nó không cái lượng nổ đam của nó lại không đến các bạn, không đến được đến cái X-Bow. Vì vậy là anh ta Denisto anh ta đánh rất cẩn thận. Và khi mà bên Mark khi anh ta đặt X-Bow thì anh ta phải Denisto anh ta cố gắng là xoay ra một con Nai hoặc là một con Giant Skeleton. Sau đấy là có cần sự support của Wizard ở phía sau và top có thể nhìn lên. Chứ không ta anh ta không thể đặt một con Wizard để phủ một con X-Bow được, bởi vì là X-Bow nó bắn rất nhanh và Wizard máu rất yếu. Đang để xem là anh sẽ xử lý. Bởi vì cái deck này nó khá khó, người rất chỉ có người anh ta là chơi được deck này thôi. Nhưng mà các bạn biết là trong nhiều mùa gần đây X-Bow đã khá là sử dụng. Trong cái mùa gần đây thì gần như lại ta có lẽ là try hack tốt rất là cao. Tuy nhiên thì những thời điểm đầu tiên của mùa giải thì anh ta thường là tốt, nhưng mà cuối mùa thì anh ta lại bị xuống. Có thể nói là deck của anh ta thực ra là thú vị, nhưng mà nó không vừa đôi khi là không phù hợp với ta, thì việc đánh ta cũng khá là khó để có thể giữ được tốc cao ở những cuối cùng. Đấy các bạn có thể thấy không? Ta phải nói là X-Bow gặp ở chỗ rất là sững. Đến tôi ta phải rất cẩn thận. Hóp đầy lên rồi. Có một cái điều rất là hay bởi vì là tích của cái của bắt cốt thì ta chỉ có đô là nằm trên con xoay cùi. Vì vậy là một ta mà đánh hóp đầy lên rất là nhiều cho đô. Còn pha phải nói là như là đổi trụ. Một khi đã X-Bow đổi trụ và đổi trụ được hướng thì gần như vậy là đổi được. Gần như là X-Bow sẽ thua trước khi mà đổi trụ. Mà một khi đã đánh thì gần như là sẽ bị đánh đến trụ thứ hai thì gần như là X-Bow trong một trận được thua với những cái deck kiểu này. Các bạn thấy là chúng ta không cần thiết là phải đặt một con Giant Skeleton đánh thẳng hướng với lại X-Bow, anh ta chỉ cần đặt đổi hướng bên kia. Bởi vì là khi mà các bạn biết là khi mà X-Bow nó đặt xuống thì gần như Tesla xuất hiện ngay lập tức, một con Tesla xuất hiện ngay lập tức ở phía kia và cộng với một con này thì bằng tay thì gần như là cái nổ bản nổ bom của con Giant Skeleton thì gần như là không chạm tới, mà như rất là phí. Đấy các bạn thấy đánh những cái trận đấu này phải nó rất cẩn thận, không bị khi mà chúng ta đánh hot mà chúng ta gặp Tesla thì mình vẫn khó chịu. Chúng ta cố gắng là giết được con Tesla và Giant Skeleton ngay cầu luôn.
Tesla đặt hơi xa sẽ không có support của Tesla. Và đầu tơn này thì anh ta có thể thử giết được cái bầu, sẽ có cam nhào đến vào chút nay để lên, và bây giờ là Fireball Cycle. Đây là thời điểm thứ 3 thì bên nào Cycle nhanh hơn mạnh thắng. Hai cái này thì Ico nhanh bình nhá trong bức sơn này. Cái mắt cút anh ta đặt cố gắng là Cycle Ico chứ Cycle Rocker, Cycle Spell chứ anh ta cũng cố gắng là đấy. Tuy nhiên thì đất của Ico có lợi thế là anh ta cũng bật trên video cam mà cũng cộng với lại lock cộng với lại đế thì anh ta có lợi thế hơn. Ok, GG, well play. Bất chấp phải nói là 50-50, bên nào nhanh hơn mấy thằng. Ok, chúng ta đến một Collision. Collision này là một top player Lava. Tuy nhiên thì đầu mùa này chúng ta thấy là có bowler được rất là mạnh. Vì vậy là mình, các bạn thấy là bowler ngay trên tay của anh ta có bowler rồi. Thực sự khi mà các bạn chơi Fox hoặc gặp bowler thì phải nói là những nhà rất là có chịu. Vẫn có 2 hit của Fox. Bowler này thì mùa này chúng ta thấy là cái rộng tầm rộng của nó là 4 ô. Tuy nhiên thì cái độ lăn của một quả đá gần như là 6 ô sao ấy. Không nhớ. Chúng ta cũng có thể một vài tiếng là dùng bowler để sao mà được. Nhưng mà tip này thì các bạn phải cần practice nhiều hơn. Một Fireball, một Wizard. Fireball Wizard ở nay thì anh ta sau là dần anh ta có sự đại giác, bởi vì nếu anh giam giữ đùm giác ở trong cơn này rất dễ là sẽ bị out cycle. Anh ta cố gắng là sử dụng giữ đại giác và giữ lại giác và rock và fireball để cho giết con wizard, bởi vì trong cái deck của Resisto anh ta chỉ có mỗi con wizard là defend air thôi. Một khi mà wizard và lấy defend là như thua. Có một cái có thể defend nữa là tornado và lại science kitten. Tuy nhiên thì trong có một cái điều khá là thú vị hơn, bởi vì là khi mà con science kitten nó không chết thì kết hợp với tornado thì có thể không bị chết nào. Nó chỉ kết hợp được khi mà có bom của Giant Skeleton xuất hiện. Kết hợp với Tornado thì mới hợp lý. Bây giờ là người ta đẩy lên đánh cùng giống. Cái deck của Enito anh ta đánh hay điểm nữa là anh ta có Insert, anh ta có Fireball, có Lock. Nó phù hợp với Beta. Tuy nhiên thì nó kết hợp với Giant Skeleton và nó chỉ hợp với nếu các bạn matching thì cần được khoảng 6%. Đấy, các bạn thấy là Wizard còn bắt được 2 hit cực kỳ hay. Mình phải nói đây là điểm tại sao mình thích Wizard. Mặc dù là máu giấy nhưng mà thằng đam của nó là tốc độ đam của nó nhanh hơn Executioner nhiều. Em máu hơi yếu hơn, bù lại là em được một cái là động hơn Fireball cho con Skeleton Dragon. Còn như vậy trong cái turn này thì sẽ pop sẽ đẩy lên, bởi vì là không có nào để có thể pop được. Con hóc lại nhảy kia tiếp được kia. Tôi đen Tornado, con này là Tornado hợp lý. Science Kate sao chịu nổi. Một pha Collision anh ta bị không đủ với linh để ra một con bowler chặn lại Science Kate. Một quá chắc cực kỳ. Phải nói là may mắn cho Amster. Phần đó có một cái điều đó là deck Collision anh ta, đây là deck thử nghiệm của anh ta trong đầu mùa. Vậy là nó cũng không nói lên quá nhiều điều trong cái matchup này. Ok, chúng ta sẽ đến bật số xem. Đây là một cái top player kênh YouTube riêng. Và đây cũng là người đánh chơi khá hay. Nhưng mà mình thấy anh ta hình như chơi Minor Warbreaker hơn. Nhưng mà mùa này thì anh ta lại chuyển sang là Giant Double Fiend. Đây là một cái lịch biểu hiện đầu mùa. Đầu mùa chúng ta đánh gọi là nó còn thăm. Đến bắt đầu tuần giữa mùa, tức là 2 tuần cuối. Từ tuần thứ cuối tuần thứ 2 trở đi, thông thường thì mình muốn là tuần thứ 4 tuần, 4 đến 5 tuần thì cái meta nó sẽ dần dần xuất hiện từ cuối tuần thứ 2 đầu tuần thứ 3. Một Fireball rồi, rất nhanh. Mình thấy cái deck Giant 2-3 spell này nó hay, nó an toàn hơn. Tại vì các bạn biết là Giant đánh trận rồi, nó không được gì nhưng mà cần phải sử dụng chỉ cần 2 spell. Chúng ta sử dụng 3 spell thì chúng ta có thể giết được counter lockback cực kỳ tốt, đơn giản. Tắt Skeleton Army ra thì là chỉ cần đọc một con Giant Skeleton thôi, một em Giant.
không cần nhất thiết phải nhiều. Con này phía bên kia họ có dùng một chắc là dùng một tên này có thể để hóc lên cùng với lại Giant Skazen. Đúng rồi, hợp lý. Tuy nhiên thì tốt đẹp anh ta lại đổi trụ. Đổi trụ lúc này chắc chắn là không có lúc nào vì là để cho anh ta sẽ sai lần con này ở cái tập tiếp theo. Và như vậy đây tốt đẹp anh ta bị đổ. Hai con Skazen không chết. Wizard đẩy lên, tên này Wizard không thể được nhưng mà tên này thực ra mình rất là được, hợp lý hơn. Tuy nhiên thì có lẽ là đấy rồi anh ta chưa, anh ta bị nhớ sai cycle. Nếu mà thảm không nguyên rớt ra thì anh ta có thể đủ được và đu, và có thể là anh ta sẽ không được cả hai spell của tên xem nữa. Nghĩ lại người sẽ lại phải đủ. Nhưng theo mình đoán đó là đấy rồi anh ta không đoán được, không đoán cái cycle của trong tay là có gì. Nó đẩy lên một giáp và một cái rồi sơn nghiệp phủ với những cái arrows. Tuy nhiên thì một con do Dark Queen và một con Queen đã chặn được cái tên tung này. Đây là một combo nó hơi rời rẻ. Dark Queen và Queen nằm xuống rồi, tiếp tục dai xoay ra một con Windows. Bắt buộc họ phải dùng quân và sẽ dùng Fireball. Bởi vì là trong cái matchup này, trong cái tên tiếp theo này các bạn thấy là gần như lại các người ta chưa xoay ra một con Queen. Chúng ta cần phải một cái Fireball xong mới ra sử dụng được. Thông thường chỉ cần đặt một cái Queen hay Dark Queen ra thì để nó được kèm với Queen rất rồi. Bom nó nổ chứ không? Quả bom nó nổ rồi. Nhiều khi hay không bằng hết. Đáng lẽ anh ta là anh ta phải đặt một con Dark Queen cao hơn một chút để chặn lại cái tên của con Giant Skater mở trụ. Một cái matchup nào khá thú vị hơn đây để mình sẽ xem. Ok, để matchup này đây là một cái chúng ta còn nhớ đây là cái deck Bowler Red Jab mà phải cách đây 2018. Đây là meta của 2018. Nhưng mà có một cái điều đó là cái deck Electro này, con Nai này. Electro này có một cái điều đó là Electro này rất dễ bị bóp giái, tức là nó sẽ bị active King Tower rất dễ. Và đặc biệt là trong cái deck của Denisto, anh ta chỉ có thể kéo được con Electro thôi. Con Nai thì khá là khó, bởi vì con Nai nó cần phải có một nhịp đi sang trực cho một hướng cũng hợp lý. Đầu tiên anh ta phải active được King Tower. Active King Tower bằng con Electro Wizards. Hoặc là dùng một con dùng thực ra mình thấy là trong cái matchup này khá là khó để cách dùng kéo để kéo con Nai vào được. Nhưng mà có một cái là có thể kéo được con Baby Dragon khi mà họ chắn giữa cầu, giữa cầu và đặt một con Wizard ở cái này đẩy các bạn đấy. Nhưng Baby Dragon đặt cái này thì chúng ta cần được cái này. Có khi họ đặt Baby Dragon xong này và một con Wizard cái này Melo trước thì may mắn ta thì có thể anh chiếc cho bằng con được rồi, anh chiếc cho ở trong cái này cũng được bởi vì là con em biết chết cũng được. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ chỉ có thể kéo anh chiếc cho khi mà con em cho mình rất mất máu, chứ nếu mà nó chỉ cần mất một tí máu thôi thì gần như được. Mình đã kinh nghiệm của mình là sử dụng rất nhiều. Dùng poison. Cái deck này thì khá là thích là bởi vì là cái deck lên deck này nó không có một cái con không có một barbarian barrel để làm cả lock, vì vậy là khi mà các bạn dùng chơi lock bait sẽ làm rất sức khỏe deck này. Các bạn thấy là bowler mùa này nó rất là bá đạo, vì vậy các bạn thấy là bom còn cục đá nó ăn này rất là đam đam con này quá mạnh xoay nô anh biết rồi. Lần này thì một con Mai, một con Vân. Anh Active Peter bằng Gold luôn. Mình thấy là giờ Gold anh đang làm cái điều này nó rất là dẻo. Mà trong tuần này thì đến một con trắng Tornado fail. Tornado fail và rất nhiều đang Giant Skin. Một thơm
một cơn đập lỗi và chung lỗi của con của đối thủ rất nhiều đàm ta bỏ hai con mặc kệ ba lỗi ra đầu buổi chúng ta không có nhiều trận đấu gì thì có những clip như thế này chúng ta thấy là meta nó sẽ hình thành trong cái tuần tiếp theo rồi. Ok và một vài cái replay rồi. Các bạn cảm ơn các bạn đã xem và thank for watching và don't forget to subscribe his channel. I will put the link his channel below description and comment. Ok, see you guys. Bye bye anh em. Số 1. See you.